Bước 1, chuẩn bị giấy tờ để đi nộp thuế trước bạ và đăng ký xe ô tô. Thứ nhất, đối với chủ xe đứng tên cá nhân, người nào đứng tên xe thì phải ra trình diện công an đăng ký xe để bấm biển. Lưu ý, trước khi đi đăng ký xe, chủ xe đứng tên cá nhân cần phải mang theo một số các giấy tờ quan trọng như sau: chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu của người đứng tên mua xe. Thứ hai, đối với công ty, tổ chức hoặc ban ngành đoàn thể, lưu ý, trước khi đi đăng ký xe, người được ủy quyền đi đăng ký xe cần phải mang theo một số các giấy tờ quan trọng như sau: chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy giới thiệu được ủy quyền có chữ ký và con dấu của thủ trưởng hoặc giám đốc của công ty, một tờ khai đăng ký xe ô tô đã được ký sẵn và đóng dấu của thủ trưởng hoặc giám đốc công ty, hai tờ khai nộp thuế trước bạ ô tô đã được ký sẵn và đóng dấu của thủ trưởng hoặc giám đốc công ty. Tờ khai đăng ký xe và tờ khai nộp thuế trước bạ ô tô, bạn có thể lên trên mạng tìm kiếm hoặc có thể truy cập đường link chúng tôi để ở phía bên dưới phần mô tả. Lưu ý, một số các tỉnh thành ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không sử dụng chung tờ khai đăng ký xe ô tô và tờ khai nộp thuế trước bạ ô tô chung với cả nước do một số vấn đề khác nhau trong quản lý nhà nước. Bởi lẽ vậy nên bạn hãy tham khảo trước một số thông tin từ tư vấn bán hàng hoặc những người có kinh nghiệm đăng ký xe ở địa phương trước đó. Bước 2, kiểm tra những giấy tờ quan trọng để đi nộp thuế trước bạ và đăng ký xe ô tô. Lưu ý, kiểm tra thật kỹ các thông tin trên hóa đơn giá trị gia tăng do đại lý bán xe xuất hóa đơn cho bạn bằng các thông tin như sau. Đối với cá nhân, họ và tên phải được viết đầy đủ và chính xác theo sổ hộ khẩu, chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân. Địa chỉ nơi cư trú phải chính xác và đầy đủ theo thông tin sổ hộ khẩu, số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán. Đối với công ty, tên công ty phải được viết chính xác, đầy đủ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số thuế công ty phải được viết chính xác, đầy đủ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Địa chỉ nơi công ty đang hoạt động phải được viết chính xác, đầy đủ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán. Bước 3, kiểm tra những giấy tờ hồ sơ xe ô tô bên đại lý cần bàn giao cho bạn. Những giấy tờ hoàn chỉnh của một bộ hồ sơ xe ô tô bên đại lý cần bàn giao cho chủ sở hữu gồm có: một bản gốc hóa đơn giá trị gia tăng của đại lý bán xe và tối thiểu hai hóa đơn giá trị gia tăng được in photo, có chữ ký và con dấu sao y của giám đốc đại lý hoặc người có thẩm quyền được đại lý cho phép. Một bản gốc hóa đơn giá trị gia tăng của nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô bán cho bên đại lý và tối thiểu hai hóa đơn giá trị gia tăng được in photo. Một bản gốc phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp và tối thiểu hai phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng được in photo. Một bản gốc tờ khai xe nhập khẩu và tối thiểu hai tờ khai xe nhập khẩu được in photo. Lưu ý, đối với các dòng xe nhập khẩu mới có tờ khai xe nhập khẩu, xe lắp ráp trong nước không có. Hai bản cà số khung số máy. Bước 4, nộp thuế trước bạ. Thứ nhất, để đăng ký được xe ô tô, đầu tiên bạn cần phải nộp thuế trước bạ ở chi cục thuế tại địa phương mình sinh sống hoặc công ty đặt trụ sở. Ví dụ, bạn ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội thì hãy về chi cục thuế Hai Bà Trưng nộp thuế. Tương tự, nếu bạn ở huyện Chương Mỹ thì hãy về chi cục thuế ở huyện Chương Mỹ nộp thuế, vân vân. Thứ hai, cách thức khai thuế. Điền vào hai tờ khai thuế trước bạ ô tô, mọi thông tin phải thực sự chính xác và đầy đủ theo thông tin của hóa đơn giá trị gia tăng của bên đại lý bàn giao cho bạn. Sau đây, mọi người hãy quan sát thật kỹ cách tôi khai thuế. Kiểm tra lại mọi thông tin trên tờ khai thuế trước khi đề nghị cán bộ làm thủ tục thuế. Thứ ba, sau khi đã được trả lại tờ khai thuế, bạn hãy kiểm tra số tiền ở phần phía đằng sau tờ khai thuế được cán bộ tính toán thuế theo quy định của nhà nước. Lưu ý, có một số các dòng xe tải và dòng xe thương mại được tính thuế theo giá xuất hóa đơn, nhưng các dòng xe con và xe bán tải hiện nay được coi là xe du lịch, xe cá nhân, bởi lẽ vậy phải áp dụng theo mức giá niêm yết của hãng xe đã khai với Tổng cục Thuế. Theo cách tính ví dụ như sau, xe Toyota Innova E 2.0, đại lý bán xe xuất hóa đơn cho bạn là 651 triệu, nhưng cơ quan thuế lại tính mức thuế là 751 triệu đồng nhân 12% ở Hà Nội hoặc tỉnh là 10%. Suy ra, 751 triệu đồng là giá niêm yết mà hãng xe Toyota khai với Tổng cục Thuế được áp dụng trên cả nước. Thứ ba, nộp tiền vào ngân sách nhà nước sau khi đã có mức tính cụ thể về số tiền phải nộp. Thứ tư, sau khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước thành công, chuyên viên ngân hàng sẽ gửi lại cho bạn tờ giấy nộp tiền có chữ ký và con dấu của người đại diện chi nhánh ngân hàng.
Lưu ý, hãy kiểm tra thật kỹ các thông tin trên giấy nộp tiền, trong đó có: đối với cá nhân, họ và tên phải được viết đầy đủ và chính xác theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân. Địa chỉ nơi cư trú phải chính xác và đầy đủ theo thông tin trong sổ hộ khẩu. Số khung, số máy, số loại xe. Số tiền phải nộp theo tờ khai thuế trước bạ. Đối với công ty, tên công ty phải được viết chính xác, đầy đủ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số thuế công ty phải được viết chính xác, đầy đủ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Địa chỉ nơi công ty đang hoạt động phải được viết chính xác, đầy đủ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số khung, số máy, số loại xe. Số tiền phải nộp theo tờ khai thuế trước bạ. Sau khi nộp thuế trước bạ thành công, bạn hãy đến đúng địa chỉ đăng ký xe ô tô được phân theo mỗi khu vực, mỗi tỉnh. Địa chỉ đăng ký xe chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ở phía bên dưới phần mô tả video. Thứ nhất, đăng ký xe cần những gì? Đối với cá nhân, một tờ khai đăng ký xe ô tô, một bản gốc hóa đơn giá trị gia tăng của đại lý bán xe, một bản gốc phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp, một bản gốc tờ khai xe nhập khẩu. Lưu ý, đối với các dòng xe nhập khẩu mới có tờ khai xe nhập khẩu, xe lắp ráp trong nước không có. Một bộ số khung số máy. Đối với doanh nghiệp, một giấy giới thiệu có chữ ký và con dấu của thủ trưởng hoặc giám đốc công ty. Một tờ khai đăng ký xe ô tô có chữ ký và con dấu của thủ trưởng hoặc giám đốc công ty. Một bản gốc phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng do Cục Đăng kiểm Việt Nam. Một bản gốc tờ khai xe nhập khẩu. Lưu ý, đối với các dòng xe nhập khẩu mới có tờ khai xe nhập khẩu, xe lắp ráp trong nước không có. Một bộ số khung số máy. Thứ hai, sau khi đã đầy đủ giấy tờ trên, các bạn hãy khai đăng ký theo mẫu mà tôi đã làm sẵn trên video và cắt số khung số máy dán vào vị trí quy định trong tờ khai đăng ký xe ô tô. Lưu ý, sau khi khai đăng ký xong, hãy kiểm tra lại thật kỹ các thông tin trên tờ khai đăng ký xe ô tô. Thứ ba, nộp những giấy tờ trên cho cán bộ khám xe. Sau khi cán bộ khám xe thành công, giấy tờ của bạn đã đầy đủ, thông tin chính xác, coi như bạn đã hoàn thành 80% thủ tục đăng ký xe. Thứ tư, nộp những giấy tờ trên cho cán bộ đăng ký xe. Đối với chủ xe đứng tên cá nhân, người nào đứng tên xe thì phải ra trình diện công an đăng ký xe để bấm biển, trình diện chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu người đứng tên mua xe. Đối với công ty, tổ chức hoặc ban ngành đoàn thể, trình diện chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Thứ năm, bấm biển số. Cán bộ đăng ký xe sẽ điền thông tin của bạn vào màn hình máy tính. Bởi lẽ vậy nên hãy kiểm tra thật kỹ các thông tin do cán bộ đăng ký xe điền thông tin vào máy tính màn hình. Lưu ý, những thông tin quan trọng cần rà soát bao gồm: đối với cá nhân, họ và tên phải được viết đầy đủ và chính xác theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân. Địa chỉ nơi cư trú phải chính xác và đầy đủ theo thông tin trong sổ hộ khẩu. Đối với công ty, tên công ty phải được viết chính xác, đầy đủ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Địa chỉ nơi công ty đang hoạt động phải được viết chính xác, đầy đủ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số khung, số máy. Thứ 6, sau khi đăng ký xe thành công, cán bộ đăng ký xe sẽ phát cho bạn giấy hẹn lấy đăng ký xe. Lưu ý, hãy kiểm tra lại một lần nữa giấy hẹn với các thông tin trên. Thứ 7, lấy biển số xe. Sau khi bạn đã đăng ký và bấm biển thành công, bạn chỉ cần mang giấy hẹn đăng ký ra quầy lấy biển số xe. Cảm ơn anh em đã tham gia theo dõi. Nếu thấy bổ ích thì đừng tiếc gì một like, một share cho video clip của Auto Việt Nam và đăng ký theo dõi bằng cách nhấn nút đăng ký ở góc phải màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.